Hương Giang làm giám khảo Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022. Hoa hậu Hương Giang xác nhận sẽ bay sang Thái Lan để làm giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022 Miss International Queen. Miss International Queen là đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới, quy tụ nhiều ứng viên mạnh tham gia. Trước đó, Hương Giang từng giành ngôi vị cao nhất vào năm 2018. Giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng với cuộc thi và trở thành giám đốc quốc gia của Miss International Queen Việt Nam. Ngồi ghế giám khảo năm nay, Hương Giang sẽ chứng kiến những màn trình diễn của gà nhà trong đài. Đây cũng là người em mà cô và ekip dành hết tâm huyết cũng như hy vọng sẽ mang về chiến thắng thứ hai cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Đó cũng chính là lý do mà Hương Giang hào hứng chờ đợi ngày bay sang Thái Lan để gặp gỡ các thí sinh và tiếp thêm nguồn năng lượng cho đàn em tỏa sáng trên sân khấu. Hoa hậu Hương Giang chia sẻ, nhận được lời mời của ban tổ chức đó là niềm vui và sự vinh hạnh đối với Hương Giang. Năm nay cuộc thi được đầu tư hơn, các thí sinh theo Giang quan sát thì ai cũng xinh đẹp và tài năng, nói tiếng Anh cũng rất giỏi. Giang chỉ hy vọng sau một quá trình rèn luyện và đầu tư nghiêm túc cho hành trình này, trong đài sẽ thật sự tỏa sáng bằng chính sức mạnh của mình. Đồng thời, giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh nhắn nhủ thêm, đứng trước quá nhiều đối thủ nặng ký như năm nay, trong đài sẽ biết cách để bản thân tỏa sáng cũng như truyền được những thông điệp tích cực, ý nghĩa đến cho mọi người, nhất là với những người chuyển giới trên toàn thế giới. Và xin chúc cho tất cả các thí sinh tại Miss International Queen 2022 sẽ luôn tự tin tỏa sáng nhất trên sân khấu vào đêm bán kết và chung kết. Giang đang rất hào hứng để gặp tất cả mọi người. Được biết, bán kết và chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 6 và 25 tháng 6 tại Pattaya, Thái Lan. Tính đến thời điểm hiện tại, Phùng Trương Trân Đài đang là thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi nhờ nhan sắc xinh đẹp, công phần thể hiện nổi bật tại các vòng thi phụ. Trước đó, quán quân Đại sứ Hoàng Mỹ đã giành giải Best Talent và có màn trình diễn đẹp mắt trong phần thi trang phục dân tộc, nhận được sự ủng hộ của khán giả. Khi được hỏi về mục tiêu tại đấu trường nhan sắc năm nay, Trân Đài cho biết cô hy vọng ghi tên mình vào top 3 chung cuộc. Người đẹp tâm sự, lúc đầu tôi rất áp lực vì được nhiều người hỗ trợ và kỳ vọng về tôi như chị Hương Giang, chị Minh Tú, nhà thiết kế Trung Thanh Phong, nhưng tôi sẽ biến nó thành động lực để thi đấu tốt hơn. Tôi nghĩ mình phải tích cực và vui vẻ đối đầu với thử thách, nếu áp lực quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến bản thân.